Này đúng rồi, mai về không mày? Hôm nay ở 8 giờ, bây giờ 9 giờ rồi thì mai về. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi chia sẻ về những góc khuất và những vấn nạn trên thị trường, chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi giá trị trên thị trường về đầu tư Forex. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, hãy đi đúng, nhìn nhận cho rõ và gì nhỉ? Hiểu cho kỹ về mọi giá trị trên thị trường. Không có chuyện thầy dạy Forex hay á quân Forex thế giới hay Pro Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hay những kẻ ra ngoài huy động ủy thác hoặc copy trade không chịu chứng minh bằng thực tế. Đây là vấn nạn trên thị trường mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng trên con đường các bạn tham gia vào trong thị trường, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, hãy đi chậm lại để đánh giá, hãy đi chậm lại để thấy rõ về mọi giá trị trên thị trường. À, cái thằng này hôm qua nó bị bọn ở trên mạng dụ copy trade này, nên nó nhắn tiếp này, qua đây cho xem. Tao nhắn lại rất là đơn giản, tao nhắn lại đơn giản đấy. Em không hiểu. Đó thì tôi chia sẻ cho anh em nhà đầu tư, nhưng mà gì nhỉ, tôi không có nhận ủy thác, không copy trade, tôi không làm IB nhá. Tôi chỉ là một thằng trader bình thường thôi. Thích thì tôi dạy, không thích thì tôi không dạy. Đó, mày xem anh tự dưng vào nhìn này. Đó. Cái này ấy, này ta đã không bao giờ ta chỉ chia sẻ. Mình không. Đó, ta nói hẳn không? Ta không ủy thác, không copy trade, không gì hết, chỉ chia sẻ các vấn nạn cho thị trường, đúng chưa? Này á, những cái bọn copy trade nó có nhiều xảo thuật lắm. Em nói thật nha, bất kỳ một thằng nào á mà dụ anh em copy trade hoặc là ủy thác các thứ, anh em coi đúng một cái này, anh em hỏi đâu tài khoản giao dịch Forex của mày một năm đâu, đúng không? Đưa một cái một năm ra đây. Rồi cái thứ hai nữa là nhà mình muốn đưa cho nó 26.000, vậy thì tài khoản của mày 260.000 đâu, nó phải gấp 10 lần mình. Vậy thì 260.000 đấy là phải mình xem là cái tài khoản, không phải là nó nạp vào 260.000 là mình đưa ra một cái tài khoản 260.000. Vậy thì phải xem nó 260.000 trong vòng 1 năm nó đã đánh lời chưa. Rồi bắt đầu mình mới nhìn đấy, rồi bắt đầu mình bỏ 500 đô vào mình xem. Phải có quá trình không? Nếu 500 đô để kiếm được lời lên, bắt đầu ta rút được đủ 500 đô, bắt đầu ta để lãi lại, bắt đầu ta dần dần ta đánh rút. Đây chưa gì hết má. Ví dụ 26.000 đô của người ta mẹ đưa ra, nhưng mà gì nhà nó đưa tài khoản 100 đô hoặc là 500 đô mà đưa ra, vậy thì tự chết. Bây giờ mà cái nhà em mua, ví dụ vậy, nhà em mua bên kia ví dụ là gì nhà 3 tỷ đi, em bảo anh nhà đến 7 tỷ, anh hùn vốn lại có lời thế, anh có hùn không? Nếu ai giải cho mà hùn, mà mày mua có 3 tỷ mà mày bắt tao hùn 7 tỷ mà đến bao giờ tao lời? Hiểu vấn đề chưa? Đó ấy, chia sẻ để anh em hiểu rõ đó. Cái lúc mà thì nhà còn tiền nhưng mà đâu có chịu nhìn nhận vấn đề, nhưng đến lúc hết tiền thì bắt đầu sao? Mới là gì nhỉ? Mới là đi tìm hiểu. Đó. Chia sẻ là gì nhỉ? Chia sẻ là để mà làm sao nhận thức cho đúng, đánh giá cho đúng, chứ không phải là nhà lao vào trong thị trường xong rồi để mà gì nhỉ? Để mà đi đòi là kiếm tiền hoặc là cầu cứu. Ai đâu mà cầu cứu cho mình. Thôi, đây, hôm nay là buổi training nha, nhưng những phần quan trọng thì tôi sẽ tắt tiếng. Đấy, chia sẻ cùng anh em luôn. Chứ không phải là nhà trong phạm vi mà có thể thì tôi sẽ chia sẻ. Còn ngoài phạm vi của buổi đào tạo hôm nay thì tôi sẽ chỉ dành cho học viên của bản thân bên trung tâm đào tạo Forex thôi. Thì tôi sẽ tắt hết tiếng đi nha. Rồi. Những lệnh này có phải là tối qua đánh có anh em ngồi đây đúng không? Đó, mẹ mất 26.000 đô nhiều không? Cả nhà sản á. Ừ. Má tìm hiểu thì không chịu tìm hiểu kỹ, cứ nghe nó hứa. Bây giờ má nó viết giấy, viết tờ ra cuối cùng má nó đến đấy biết nó đâu. Mình muốn giao tiền cho ai mình phải biết nhà, biết cửa nó đúng không?
Đây còn có khi còn không biết nhà biết cửa, giống như cái chị mà cứu tài khoản có biết nhà biết cửa của mấy con broker, mấy con IB hoặc mấy thằng ủy thác không? Hay là mát toàn ra cà phê em muốn giao tiền ai biết phải biết nhà, không biết nhà có cứt mà em giao. Nó biết nhà biết cửa mà em lỡ nhà nó thuê thì sao? Có những vụ đấy không? À, đây. Rồi, phương pháp nào thế thôi. Toàn bộ là phải cần cả quá trình dài để mà anh em trải nghiệm, nhìn nhận và phải định vị được vấn đề. Tại vì thường rất là nhiều anh em khi mà tham gia vào giao dịch ở trên thị trường là gì nhỉ? Thực sự ra thì bản thân của rất nhiều nhà đầu tư thế thôi. Đó là gì nhỉ? Nóng vội để mà đốt cháy giai đoạn. Người ta đã nói là gì nhỉ? Phải có thời gian để mà trải nghiệm, để nhìn nhận. Phải có thời gian trải nghiệm để mà đúc kết. Phải có thời gian va vấp thì mới đồng ý hiểu để mà né tránh. Nhưng không. Hầu như trên thị trường có một thứ đó là nhỉ, đó là một cái tư duy được gọi là tư duy ăn sẵn, là nếu cần biết thế nào hết, chỉ cần nghĩ rằng ừ, có phương pháp ra ngoài là sẽ đánh được hoặc là sẽ giao dịch được, rồi nghĩ rằng bản thân họ có được cái kiến thức là ra ngoài có thể tạo ra lợi nhuận. Nhưng mà anh em phải hiểu rõ là nhỉ, mà để vận dụng được cái kiến thức đấy, để mà vận dụng được cái phương pháp đấy vào trong thực tế, nó khác hẳn ở trên lý thuyết hoặc là nhờ trên sách vở, thằng nào cũng nhìn được, thằng nào cũng hình dung được. Nhưng ở trong thị trường của thực tế, nó là những biến động của cảm xúc, những giá trị để mà nó chi phối. Thế nên là nhà, mỗi con người đều phải cần có một cái gọi là nhà, thời gian va vấp. Và nhà, trong cái sự va vấp đấy, dần dần bản thân phải tự sửa đổi. Không có một ai có thể sửa đổi cho bản thân mình. Kiến thức có thể thay đổi, nhưng mà nhà, tính cách hoặc là nhà, những cái mà sai lầm của bản thân, của từng người, nó là một cái hệ thống được gọi là automatic. Có phải là cuộc đời của anh em mình hoặc là tất cả những gì mà anh em mình làm sai lầm nó là một hệ thống được gọi là lặp đi lặp lại không? Đúng, giống như thằng này mê gái mà nó được gọi là lặp đi lặp lại này. Nó có thay đổi được đâu. Đó, giống như thằng Khang Thái là thằng lăng nhăng, nên có vợ rồi nó vẫn lăng nhăng thôi. Đó, nó là một cái hệ thống rồi. Có đúng không? Đó, thế nên nó vào đây toàn đi tào lao thôi, tội con vợ nó nhẹ. Đó, thì đấy chia sẻ anh em. Thế nên là muốn cái gì cái nó phải có thì nhờ có cái thời gian để mà trải nghiệm, có cái thời gian để mà tìm hiểu, để mà dần dần định hình. Khi mà mình có thời gian mình trải nghiệm rồi, mình hiểu rõ những cái sai lầm đấy rồi, dần dần mình mới khắc phục được. Làm sao mà vào mà khắc phục được? Mày đánh từ mấy đô có lên có thể 500-700 đô, cả 1000 đô không? Nhưng mà thì nhờ nhiều lúc như vậy anh em bị một thứ đó là nhờ cảm giác thừa thắng xông lên, có đúng không? Tài khoản tao đánh 290 đô, trong vòng 1 tháng lên 45.000 đô, mày biết sao? Vừa đánh lên 3.500, má tao giúp con mẹ nó 3.000 vậy. Vậy thì còn lại 500 không? Vậy thì đã 290 đô đánh lên 3.500 mà tao giúp về 3.000, vậy thì tao giúp cả gốc cả lãi chưa? Vậy thì có biết 500 đấy, vậy thì tao vẫn lời không? Nhưng mà gì nhỉ, 500 đấy tao lại múc lên 10.000, tao lại giúp mẹ là 9.000 về. Vậy thì đã rút hết đâu, trong vòng 10.000 đấy ta đã rút biết bao nhiêu nắp, chứ không phải là lên chờ đến đấy lên đến 10.000 rồi rút. Vậy thì quay lại cả anh em, tại sao trong thời gian đầu của quá trình đã bảo nhỉ, thời gian đầu của quá trình mà đi học chơi là phải gì, là phải theo dõi thằng thầy đấy nó có đánh được không là một, thứ hai nó có tạo ra lợi nhuận hay không, thứ ba nó có rút được tiền về hay là không. Mà cái thứ tư nữa là cả trong một khoảng thời gian nó không thể nào theo dõi một hoặc hai lần, mà phải theo dõi trong cả một quá trình dài. Ít nhất là phải từ 6 tháng đến 1 năm thì mình mới nhìn nhận được. Trong cái quá trình đấy vừa theo dõi, vừa tập luyện, vừa đánh giá, thì bản thân của họ, họ có định hình được vấn đề không? Ngồi không có rung đùi. Mày biết rung đùi là gì không? Rung đùi là phá tướng, mất lòng đấy. Nha, ngồi không có rung đùi, không có khòm lưng,
Đấy, tao chia sẻ luôn. Tại vì má tập tao tuy tao này thôi nhưng mà má tao nhìn về tướng số các thứ má tao nhìn chuẩn lắm đấy. Có phải học không thầy? Hả? Tướng số này chứ hắn? Có, anh em mình học ở mấy quán hai cây sửa bên tường. Mày bảo đấy, mày nhìn mày phán mà nó tao bóc cái thầy mở lớp anh yên tâm. Đấy. Cái coi nhộng mà. Ừ. Trước tiên về mua cây kèn thật thuộc kèn đấy. Đó, thế nên anh em cần phải nhìn nhận trong vấn đề này. Chứ không phải là như vào xong rồi cứ bảo ủa tại sao mà ăn được một bíp ban đầu mà chưa tập được thì làm sao mà ăn đòi nhiều bíp? Đó là điểm vào lệnh. Điểm vào lệnh chuẩn rồi thì có bị dính SL hay Techno Profit đâu. Trong phương pháp anh đã chia sẻ rồi, khi mà nhìn vào một cái lệnh nào đó đi ở trên hoặc là một cái chia sẻ nào đó, mình phải nhìn vào đầu tiên là gì? Tài khoản của họ bao nhiêu tiền, sau đó nhìn vào gì? Vào khối lượng của họ, đúng không? Nhìn vào tài khoản, nhìn vào khối lượng thì sẽ biết được rằng từ cái phương pháp đấy họ đang đánh cả phương pháp gì. Còn tất cả những lệnh cho dù ăn hàng nghìn bíp mà chốt ở trong này thì là những lệnh lướt sóng thôi. Chúng ta phải định hình lên nhỉ? Hầu như sẽ chia ra chỉ có 3 thứ dạng đánh, đó là đánh scalp, đánh lướt và đánh swing. Nhá. Swing không phải là má đánh vài ba ngày được gọi là gọi là đánh swing, hoặc là gì nhỉ, một hai tuần đánh swing. Swing là gì nhỉ, là đánh cả một chu kỳ diễn biến kinh tế, cả một chu kỳ diễn biến kinh tế này. Có phải là gì nhỉ, một hai ngày hay một hai tháng không? Không có đâu, là phải tính được luôn cả một chặng đường dài từ 5 năm cho đến 10 năm, lúc đấy mình phải đánh giá được. Và mình phải nhìn nhận được vấn đề này. Và nhờ cái thứ mà khó nhất ở trong này đó là đánh swing chứ không phải đánh scalp và đánh nước. Đánh scalp và đánh nước là mình có xử lý nhanh không? Còn đâu đánh swing nhá, ăn âm sau đó đến đúng những cái chu kỳ giai đoạn mà người ta phải chuẩn bị cả dòng vốn, chuẩn bị cả tâm lý, chuẩn bị cả nhờ cả khoảng thời gian dài để người ta điều chỉnh, người ta bơm, người ta hút tiền ra, có không? Nhưng đánh swing nó có một thứ đó nhỉ, tài khoản nhỏ nhưng mà gì nhỉ, đánh khối lượng lớn nó lại khác. Còn tài khoản lớn đánh khối lượng nhỏ nó lại khác. Và gì nhỉ, lại có một cái nữa, tài khoản lớn đánh khối lượng lớn không bơm tiền thêm nó lại khác. Còn tài khoản lớn đánh khối lượng lớn mà có nguồn lực kinh tế để mà bơm thêm tiền nó lại là một cái khác nữa. Thế nên khi mà giao dịch là gì nhỉ, tất cả nhà đầu tư hoặc bất kỳ một anh em trader nào cần phải hiểu rõ vấn đề này, bởi vì nó cũng giống như một cái doanh nghiệp. Một doanh nghiệp ít vốn với cả một thằng doanh nghiệp trường vốn nó khác nhau không, nhưng nó đều giống nhau ở một chỗ, đó là gì nhỉ, có hiểu để mà quản trị cái dòng vốn, quản trị cái rủi ro này hay là không. Bởi vì thằng trường vốn, cái thằng mà trường vốn ấy mà sử dụng sai thời điểm, mà quản trị vốn không đúng có mất hết đâu. Trader cũng vậy thôi. Nhưng một thằng doanh nghiệp nó quản trị vốn giỏi thì từ nhỏ nó có thể lên lớn được không? Trong đầu tư mọi người phải hiểu rõ là nhỉ, trong trade hoặc là trong hold nó đều ngang ngửa nhau về vấn đề gì nhỉ? Về vấn đề rủi ro. Trong hold nếu mà cần thì phải bỏ ra, nếu mà gì nhỉ, muốn ôm có thể bỏ ra, xác định bỏ ra 500 triệu có không? Bỏ ra 100 triệu có không? Bỏ ra 1 tỷ có không? Thì phải xuống nguyên cả cục đấy. Còn trong trade, trong mà gì nhờ, giao dịch mà để sử dụng pháp bài. Vậy thì tao muốn ăn 100 triệu nhưng mà tao chỉ muốn bỏ ra 5 triệu, 10 triệu được không? Hoàn toàn rủi ro như nhau và hoàn toàn lợi nhuận như nhau. Bởi vì thằng hôn có khả năng mát nó đứt từ 1 tỷ về còn không đồng có không? Hôn coi bản tư chứng và ví là an toàn. Có những đồng mà nó về mo không? Rồi bảo nhà thằng chay bảo là tao bỏ ra có 5 triệu hoặc 10 triệu hôm nay tao giao dịch đứt thì tao chỉ có lấy, tao đâu mất hết những sai lầm. Hôm nay đứt 5 triệu, mai đứt 5 triệu, mất đứt 5 triệu cuối cùng cộng lại có đến cả tỷ bạc không? Thế nên trong đầu tư mọi người phải hiểu rõ là nhà tất cả rủi ro đều là ngang bằng nhau hết nhá. Không có chuyện là giống nhau. Nên anh em cần phải nhìn nhận trong vấn đề này. Mình phải hiểu, mình phải quản trị được thì mình mới có thể đánh giá để mà mình chọn đúng thời điểm. Nghệ thuật của đầu tư em không cần biết gì hết, đó là nhỉ? Sử dụng dòng vốn một cách hiệu quả. Sử dụng dòng vốn hiệu quả là gì nhỉ? Đúng thời điểm, phải sử dụng dòng vốn cực kỳ ít. Mày ngồi với tao mày thấy tao đánh 7-8 đô, tao đánh lên cả 5-70 đô, xong rồi tao rút hết, tao để lại 4-50 đô, xong rồi tao
má nó búng nhau phun. Vậy ta đã rút cả lời cả lỗ cả cả lời cả vốn chưa? Và tao để lại vấn đề đấy, tao rít lên mạnh, tao ăn, tao thoái hết vốn cả có. Mày vào đây mày mày cứ cầm tài khoản nhỏ mà mày đánh đều. Bây giờ tài khoản của mày khoảng 100 đô đúng không? Ngày tao kiếm được nổi 50 đô khi mà đua theo tao. Đó, vậy thì bao nhiêu lợi nhuận? Lợi nhuận không phải là nằm ở bao nhiêu tiền. Lợi nhuận nằm ở kỹ năng, nằm ở kinh nghiệm. Chứ không phải là lợi nhuận là nằm ở trên dòng vốn. Mọi người phải hiểu rõ là nhỉ. Nếu mà nghe bọn nó nói là 3% hay 5% trên năm. Mọi người nghe này thì mọi người bảo là ừ, cái này đúng. Mọi người phải hiểu rõ. Nếu mà 3% hoặc là 5% một năm, những dòng vốn 100 đô nó khác không? Dòng vốn 1.000 đô khác không? Dòng vốn 1 triệu, 1 tỷ đô nó khác không? Thế nên là phải hiểu rõ vấn đề này. Bao nhiêu phần trăm nó phụ thuộc vào cái con người đấy, phụ thuộc vào những cái cơ hội và giá trị đấy, chứ không phải mát. Phụ thuộc vào 3-5%. Thằng mà nhìn vào 3-5% này trước mắt thì xin lỗi mọi người, mất và mất cả gia sản thì là xong. Bởi vì vấn đề nhà nó vẽ cho anh em mình lợi nhuận một ngày hoặc một tháng nó đều đạt 3%. Xin lỗi, 3% thằng mà gì nhà kiếm thì có 3% trên 1.000 đô mà đi ra ngoài chia sẻ cho tao về đầu tư tao ỉa mà tao thèm. Thằng mà chỉ kiếm nó có 5% trên tài sản, 5% một năm ở trên 10.000 đô nó xét cái tài khoản đấy ra mà tao đạp vào mặt cho mà tao thèm học. Mày lấy 10.000 đô 5% của mày 10.000 đủ tao ăn sáng à? Phải hiểu rõ vấn đề này. Trong đầu tư có một thứ anh em phải nhớ cho thật kỹ, đó là gì nhỉ? Nếu có chuyện là nghe bánh vẽ hoặc là gì nhỉ? Nghe sự hứa hẹn và đảm bảo. Trong đầu tư chỉ có một bài toán duy nhất, đó là nhỉ? Chứng minh và có cơ sở để gì nhỉ? Chúng ta kiểm chứng và phải có thời gian chúng ta theo dõi nhận định. Hiểu vấn đề chưa? Chứ không phải mát như thế lao vào xong rồi nhỉ? Trade lao vào xong rồi kêu đi đầu tư, lao vào kêu sóng. Đó, tao cho mày xem á, con bé chứng khoán hỏi tao hôm nay là sóng, phân tích tao sóng đấy. Đúng mà tao bảo, má tao chụp cái bảng đấy, tao đưa cho nó xem, tao bảo tao đéo có sóng thì hết im luôn đâu. Đó, thằng nào đưa sóng ra đây gặp tao này. Mày nên nhớ rằng gì nhỉ, chúng ta phải hiểu rằng gì nhỉ, Warren Buffett không có chuyện là 3% một năm, hay là 5%. Mà đúng cơ hội tao bào cho bằng rõ. Mẹ bọn giàu chẳng nghe nó theo đó mà ăn tạm. Xu hướng là gì? Xu hướng chính là má cái bánh vẽ về lợi nhuận ở trên thị trường, má nó giết nhà đầu tư. Mày thấy có ai mà gì nhờ lao theo xu hướng mà đòi ăn không? Thằng nào bảo là đánh theo xu hướng ăn đâu, bước ra cho tao xem tài khoản nào. Người ta là cả một cái quá trình dài ta luyện tập. Có những tài khoản ta đánh, ta có phải ăn từng bit một một không? Mà phải tập. Mình tập á, ăn 5 bit, 2 bit, 3 bit, 5 bit, 2 bit, 3 bit, cuối cùng cộng lại nhiều tiền không? Tiền nó về được hay không? Không phải là đến bit. Mà thì nhờ, nó là gì nhờ? Ở dựa trên số vốn mình bỏ ra trên cái thị trường đấy mà mình có đem được về hay không? Đó mới là giá trị về lợi nhuận. Chứ bây giờ nói rằng hôm nay tao ăn 400 bit. 400 bit của mày mới chỉ là gì nhờ? Đánh có 0.01. Bây giờ nhá, mình phải hiểu. Ăn bit tài khoản chỉ có 100 đô, nó kêu nó ăn 400 bit mà nó đánh khối lượng 0.01. Hoàn toàn khác không? Anh đánh mẹ tài khoản 10k nó hoàn toàn khác. Thằng này chưa? Mà một lọt ở đây là bao nhiêu? Làm sao mà thằng kia nó ăn nhỉ? Ở đây 400 bit mà 0.01, 400 bit là bao nhiêu tiền? Có 40 đô, đúng mà thằng này nó ăn bao nhiêu? 50 bit là bao nhiêu tiền? Năm mẹ trăm chưa? Nó gấp bao nhiêu lần? Trong đầu tư chỉ có một thứ, thằng nào chứng minh được thì tao tin. Đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai của trong đầu tư đó là nhờ, đó mà thằng nào chứng minh được mà kiếm được ra nhiều tiền hơn thì tao tin. Đó đúng không? Đi học về đầu tư chúng ta phải xem rõ một thứ, đó là gì nhỉ? Mày nói là nhờ, mày giao dịch được có nghĩa là mày giỏi. Mày giỏi thì mày chứng minh đi. Mày cho tao xem tài sản mày kiếm được ở tại đấy 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 đi thì tao tin.
Nếu có chuyện má ngồi xe mẹ, xe mẹ sẽ bao nhiêu tiền? Rẻ không? Giờ ngồi mẹ ở một một cái nhà, đúng mấy ba cái đồ, một cái nhà chung cư mẹ sập xa sập xệ có 1 tỷ mấy, 2 tỷ. Thì má kêu là tỷ phú cái đéo gì mà ở như vậy. Với người ta thích người ta ở khu này, người ta đéo thích người ta di chuyển khu khu khác có. Ủa mấy nhà người ta ở trong má trung tâm người ta còn đéo thèm ở nữa là. Đấy, tao chia sẻ hẳn để anh em hiểu rõ, nhìn nhận rõ vấn đề này. Không bao giờ được có lên được một cái được gọi là gì ạ? Thiết lập là một ngày kiếm ra bao nhiêu tiền, một ngày chơi bao nhiêu lệnh, một ngày ăn bao nhiêu bít, một ngày phải đánh bao nhiêu cặp, hoặc là một tuần, một tháng, một quý, một năm. Không bao giờ được vấn đề này nha. Bởi vì bọn nó kêu anh em mình như vậy thì chúng nó bảo ừ đấy là bài toán để nhà quản lý, để mà nhà có thể kiếm được 1 triệu đô. Đấy là bánh vẽ để giết gia sản của nhà đầu tư. Bởi vì khi mà nó nhắc đến là một ngày đánh bao nhiêu cặp, ăn bao nhiêu bít, kiếm bao nhiêu tiền sau một tuần, một tháng, một quý, một năm, nhưng khi hỏi nó đến nó lại bảo chỉ có bao nhiêu. Mỗi một lệnh nó mất âm 1%. Nó chỉ nói đúng đến đây, nhưng có hiểu rõ, đúng không? Những cái thằng mà nói như vậy ở trên thị trường ra ngoài đánh nhồi lại cháy tài khoản nhiều không? Và cuối cùng mọi người sẽ thấy đó nhỉ, hôm nay đéo biết đánh, hôm nay mất tiền, mai mất tiền, lệnh này mất tiền, lệnh kia mất tiền, mất tiền hết ngày này qua tuần nọ, qua tháng kia, qua quý tiếp, qua năm tiếp. Vậy thì cuối cùng có lời không? Rồi anh em phải hiểu rõ vấn đề kế tiếp là trên thị trường có một thứ là sàn em nạp rút nhanh, đúng không? Sàn nào nạp nhanh hết nha, còn rút má toàn là hầu như nhà đầu tư toàn rút lỗ, có đúng không? Nạp sàn nào cũng nạp nhanh không? Và phải hiểu rõ một vấn đề nhỉ, nếu có sàn forex nào có thể giúp mình kiếm được ra tiền cho dù đó là sàn lở hay là sàn tốt, mà muốn giúp để kiếm được ra tiền đó là gì nhỉ? Đó là nhà đầu tư đấy phải tự giúp mình chứ. Hiểu vấn đề chưa? Thế nên đừng có mấy con rời tự dưng, có nhiều con rời tự dưng gọi điện cho tao hỏi anh ơi sàn nào tốt để em có thể chơi để kiếm được ra tiền. Má tao nghe mấy cái đấy tao bức máy. Đấy là chia sẻ cho anh em để anh em tỉnh ra nhá. Chứ không phải lao vào, nó là cả một chuỗi những giá trị kỹ năng ở trên thị trường là phải vấp ngã nhiều thì dần dần mới tự tỉnh, mới hiểu ra. Chứ không phải là một sớm một chiều. Người để mà cưỡi ngựa xanh hoa là cả đến để mà nhà để biết kiến thức thì nhanh lắm, nhưng để đưa vào trong thực tế mất nhiều thời gian lắm. Đó, thế nên anh em cần phải nhìn nhận lại nhé. Ok. Rồi, trong bất kỳ một cái gì đó thì anh em mình phải có một thứ trong nhà đầu tư cần phải hiểu rõ thì nhỉ. Không phải là nhà bước ra ngoài đời kiếm tiền đâu. Phải tập giữ tiền. Một nhà đầu tư điều đầu tiên không phải là nhảy chúng ta lao vào. Có nhiều thằng đặt slogan hay không? Học chưa xong thì tiền đã về. Nhưng mà thực ra mẹ mấy thằng học chưa xong thì tiền đã về là đang học kiếm tiền ngay tại lớp là nhảy. Má học nó chưa kịp xong rồi má gia sản đã mất con mẹ rồi. Phải nhớ kỹ nha. Thôi học vừa xong có thể kiếm được ra tiền, đúng không? Học vừa xong có khi bị chính mấy thằng đấy nó lụt và dẫn dụ cho. Nó bảo là nhé, demo là nếu có quan trọng đến demo là gì nhỉ? Là bị ảnh hưởng về vấn đề tâm lý đúng không? Nên ra ngoài đời đi, em thử ra ngoài đời em thuê cái cửa hàng em làm đi. Xong rồi em không làm được em gọi thằng bán bàn ghế các thứ đến cho em rồi cửa kính em bảo demo nó có đồng ý không? Xong rồi cái thằng thuê nhà thì em bảo thôi bây giờ em demo có được không? Hoặc là không thằng Tùng này, Tùng đúng không? Ừ, mày ra ngoài xong rồi mày tán con nào xong rồi mày trắng nó có bầu xong rồi nó đến nó ăn vạ mày nó thầm nó em ơi anh chỉ demo thôi mà nó đồng ý không? Mày thử demo tại sao bước vào trong cái thị trường này nó cho demo để mà luyện tập thì lại kêu là gì nhỉ? Không được, chán. Cái chán đấy nó mới giúp mình kiếm ra tiền, giúp mình kiếm không mất tiền. Trong thời gian vừa tập đấy, vừa đi làm đấy, song song hai công việc vẫn có thể tích lũy được, vẫn hiểu được vấn đề không? Mày tập có phải tập nhiều không? Tuy là mày mới đến tăng nhưng mày giới thiệu các anh tài đến được mày 4-5 năm rồi thì nữa.
đó thì phải tập nhiều không? Còn ở nhà mà xong rồi cứ đòi lên nhà em phải 30 tuổi em phải lên núi, đúng không? 30 tuổi lên núi trộn xác à? Ủa ba chưa gì đã thành ba cao nhân rồi, đúng không? Tao 40 tuổi tao vẫn phải cày với ba mẹ ra. Nên nhớ rằng nhá, đừng có nghe bánh vẽ bọn nó. Và gì nhỉ? Phải luyện tập, phải nhìn nhận vấn đề. Tao đến bây giờ tao vẫn phải tập với mẹ ra. Mình không tập thì làm sao biến được những cái thứ kiến thức đấy nó thành ra được những cái kỹ năng của bản thân mình. Tiền á, khi mà trong thời gian đầu đốt hết rồi hoang mang không? Thế nên á, trong thời gian đầu tập giữ tiền. Bởi vì khi nhá, anh em nói rằng anh em vứt, ví dụ dòng tiền của anh em đặt, anh em bảo là nhà chỉ vứt một tí xíu này thôi, cũng mắt đéo hiểu gì hết, vứt này xong xong rồi vứt lại thêm tí xíu nữa, vẫn thấy vấn đề này còn nhiều không? Cuối cùng mất mẹ nó cả khúc này, bắt đầu điên rồi. Thế bây giờ là nhà mình không hiểu, mình không kiểm soát được, cứ nghĩ rằng mất đi, cuối cùng một ngày nhìn ra mất nhiều không? Và lúc này bắt đầu bước vào con đường là muốn gỡ, má càng gỡ càng âm, càng gỡ càng âm, còn lúc này chơi nốt chót. Đó đúng không? Chót thường đó. Ừ, thế nên cố chót trước khi mà thằng Khang Thái nó quất ngựa chịu phong, nó toàn như vậy. Đó, thế anh em phải hiểu rõ vấn đề này. Ok, rồi đi vào bài chính. Rồi, tôi cúp máy nhé, tôi tắt tiếng nha. Ủa mà thằng Đăng Vũ vẫn, thằng Đăng Hà vẫn chưa đi làm à? Chưa xin được việc. 9 triệu tháng mà anh chê. Chụp mẹ bố thằng Tào Lao.
Rồi chào anh em nha. Rồi đấy tôi chia sẻ thứ anh em đã theo dõi. Rồi chào anh em. Bữa khác tôi lại like tiếp nhé. Yeah.